Ngày mai đọc tiếp nha quý vị. Dạ con xin mọi người lắng lòng thanh tịnh cùng với Nguyên Như có thể thỉnh pháp sư ạ. Dạ con xin bạch với sư pháp tính là tụi con chưa có sinh giới, con xin sư có thể thay mặt sư tăng để cho giới tụi con trước khi học được không bạch sư? Xin sư cho con tín hiệu ạ. Dạ, con xin kính tri ân sư. Dạ, con xin kính mời đạo tràng cùng với con lắng lòng thanh tịnh để xin tam quy và ngũ giới ạ. Ukasa ma văn phần tê quy sùng rạc kha năng thà gia ti sa ra nê na sa hà pan cha si la ni gia cha ma du ti dầm ti ma văn phần tê quy sùng rạc kha năng thà gia ti sa ra nê na sa hà pan cha si la ni gia cha ma ta ti dầm ti ma văn phần tê quy sùng rạc kha năng thà gia ti sa ra nê na sa hà pan cha si la ni gia cha ma. Dạ con xin kính thỉnh sư pháp tính có thể thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. À. Con xin dâng mic lại cho sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Duttiyam vi bhutaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duttiyam vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duttiyam vi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam vi bhutaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam vi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Bụt thần saranang gacchà mi tham mang saranang gacchà mi sang khang saranang gacchà mi duti yam pi bụt thần saranang gacchà mi duti yam pi tham mang saranang gacchà mi duti yam pi sang khang saranang gacchà mi ta ti yam pi bụt thần saranang gacchà mi ta ti yam pi tham mang saranang gacchà mi ta ti yam pi sang khang saranang gacchà mi. Banati bata we ramani sikha badang samadhiyami. Adinnadana we ramani sikha badang samadhiyami. Kame sumichachara we ramani sikha badami. Bosawada we ramani sikha badang samadhiyami. Surame rayamachapamadathana we ramani sikha badang samadhiyami. Banati bata veramani sikha badang samadhiyami adinna dana veramani sikha badang samadhiyami kame sumicca cara veramani sikha badang samadhiyami musawada
Vệ Ramani Sikha Badang Samadhyami Surame Rayamat Chappama Tathana Vệ Ramani Sikha Badang Samadhyami. Imani Panchasika Badami Sarukangato Appama Dena Nityakalang Samarakita Bang. À, ma phần tề chỉ lệ nó xuất phát từ nhân tí chỉ lệ nó phô cái tâm bá đa chỉ lệ nó đi phô từ nhân tí tất mà chỉ lăng vị số thật dễ xà thụ xà thụ xà thụ ua ta mang ghê na văn đề hăng ba đà băng sung và rúa ta mang Bụt thế vô khả lý tô đô sô bụt thô Khả mà tu tăng mà măng Ua ta măng ghê na văn đê hăng Thầm măng cha đu vi thắng qua răng Thầm mê vô khả lý tô đô sô thầm mô Khả mà tu tăng mà măng Ua ta măng ghê na văn đê hăng Sáng khăn cha đu vi thô ta măng Sang khe yo kalito do so sang kho kamatu tang mamang. Cha con xin kính thỉnh sư pháp tính có thể lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Pavatu sa pamangarang rakan du sabbade vata sabba bhuta Lupa we na sara soti pawantu te pawatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba dhamma lupa we na sara soti pawantu te pawatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba sangha lupa we na sara soti pawantu te Xà thụ xà thụ xà thụ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư pháp tính đã có thể truyền tâm quy ngũ giới cũng như đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ con xin và mắn chê dạ đạo tràng còn nghe được con không ạ? À? Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phân nhắm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dài đời nhắm vườn lộng giả ngài dời trường sang thuyên pháp độ căn hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn mộn lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cẩm đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tin rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đạt từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.
Và con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư pháp tính có thể đăng đàn để thuyết giảng cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt A Di Đà. Nam mô Tam Ma Di Đà. Nam mô Sangha Di Đà. Dạ, không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi rõ hay không? Kính lễ đến Đức Phật, kính lễ đến Giáo Pháp, kính lễ đến Sư Tăng. Dạ, kính chào đại chúng đang có mặt ở trong lớp học Nguyên Như Kỳ Viên. Dạ, hôm qua nay thì đường nét đến chút chặt, nhưng mà không biết hôm nay thì chúng ta sẽ sinh hoạt có được ổn định hay không. Chúng tôi cũng lo sợ cái đường nét này quá. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học về cái phần ở trong cái phần vô minh, là có nghĩa là cái phần thứ tư là bất tri trong đạo đế. Bất tri trong đạo đế. Vậy thì trước khi đi vào bài giảng thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami sokkhato bhagavata sammo dhammang namassami suppatibbano bhagavato savakasangho sanghang nammami lokassanatthang varamuttamahang buddhang ca dhammang ca banamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm được an lạc. Nam mô Bụt A Di Đà. Dạ, nào quý vị nha, quý vị chịu khó, quý vị có cái tín hiệu nhìn lên trên màn hình ha, để chúng tôi nhận biết là ổn định. Hôm nay thì học tiếp theo cái phần gọi là bất kỳ trong đạo đế. Bất kỳ trong đạo đế có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta không biết cái con đường, chúng ta không biết cái con đường để mà học khổ. Cũng như những cái điều này đó, có khi mình nhìn thấy là nó xa lạ, là nó xa lạ, nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng ở trong sống của con người của chúng ta, tất cả mọi người ai cũng có một cái khuynh hướng, tìm cho mình một cái con đường nào đó, để chi? Để được an vui hạnh phúc, nhưng mà chính vì cái sự đi tìm kiếm đó mà mỗi người tìm một con đường, mỗi người có một cái chí hướng riêng, nhưng mà từ khi mà Đức Phật xuất hiện ở đời thì quý vị thấy rằng Ngài mới chỉ mình là cái con đường đạo đế, con đường bát thánh đạo, hoặc là cái con đường giới định tuệ đó. Thì nhưng mà như những bài trước chúng tôi cũng đã nói, dù cho Đức Phật thiết có nhiều bài pháp đi nữa, có tế độ biết bao nhiêu chúng sanh đi nữa, nhưng mà có rất là nhiều chúng sanh không có chịu nghe, hoặc là không có chịu hướng đến, mà chỉ đi theo cái mục đích riêng của mình. Vì vậy mà chúng sanh cứ lăn trôi ở trong cái dòng sanh tử luân hồi, lăn trôi ở trong cái quanh quẩn, ở trong những cái sự khổ. Thì quý vị thấy rằng đối với cái sự khổ đó, tất cả cái sự khổ đó thì tất cả chúng ta đó đều phải gánh lấy hết,
là tất cả chúng ta đều phải chịu hết những cái khổ. Nhưng mà có những cái khổ là chúng ta phải, ví dụ như có những cái khổ mà mình thấy rằng là mình phải, có nhiều người ta cho rằng là cái chuyện mà khổ là phải chịu. Thí dụ như là quý vị thấy rằng người ta cho rằng là cái chuyện mà khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết, đó thì người ta nghĩ rằng cái khổ này là nó tất nhiên, nó tất nhiên là nó phải có rồi, mà kêu tôi đi thoát khỏi cái khổ này là sao? Đó, thành ra quý vị thấy rằng là bất kỳ ở trong đạo đế là như vậy. Quý vị thấy Bồ Tát của chúng ta ngày ngồi ngày suy nghĩ, có cái sanh thì phải có cái vô sanh, có cái bệnh thì phải có cái vô bệnh, có cái già thì phải có cái sự không già, có cái chết thì phải có cái sự không chết, có nghĩa là bất tử. Đó thì quý vị thấy rằng những cái vị những cái vị mà có tạo trữ ba la mật, có phước báo ba la mật, luôn luôn có cái sự suy nghĩ. Cũng như bây giờ quý vị, giờ quý vị nghĩ đi, cái đại dịch Covid này nó là một cái loại virus, nó là một cái loại virus phải không? Thì quý vị nghĩ đi, có người tạo ra thì phải có người chế ra được cái thuốc nào đó để ức chế nó. Chúng ta phải có cái niềm tin như vậy. Chúng ta phải có niềm tin như vậy quý vị. Quý vị công nhận không? Mình phải có niềm tin rằng là một ngày nào đó ở trên thế giới này sẽ trị được cái loại dịch này. Chứ không thể nào mà các nhà khoa học mà nằm ở đó bó tay hết. Thì quý vị thấy rằng cũng như là Bồ Tát thấy có cái bệnh là phải có cái đường không bệnh, có cái già là phải có cái sự không già, có cái chết là phải có cái sự mà không chết. Đó thì thường thường chúng ta phải có cái niềm tin như vậy. Thì từ cái chuyện nhỏ ở trong đời này, từ cái chuyện nhỏ ở trong cuộc sống này, thì chúng ta mới dần dần chúng ta học theo Bồ Tát được, chúng ta học theo Đức Phật được. Thành ra đó, có nhiều người người ta cho rằng là cái khổ do bệnh, do già, do chết đồ này kia, cái khổ đó là con người phải gánh chịu. Nhưng mà mình không gánh chịu, mình cũng đi tìm được, mình cũng đi tìm được bằng cách là chúng ta đi học hỏi đó. Còn những cái khổ mà nó thông thường, những cái khổ khác đó, quý vị thấy rằng là có những người ta nghĩ rằng là cái khổ về mất mát hoặc là đổ vỡ ở trong gia đình, tình bạn bè đồ, hoặc là tình gia đình đồ này kia, mất mát tài sản, bất an ở trong cơ thể, hoặc là những cái sự khổ mà của cái lập trường tri kiến đồ của mình đó, thì những cái khổ đó nó cũng có quý vị, nó cũng có. Nhưng mà chúng ta tìm được cái con đường để mà thoát không? Cũng tìm được. Nếu mà chúng ta cứ tu tập, chúng ta cứ tạo trữ những cái công đức, những cái thiện pháp nhiều, thì chúng ta sẽ tránh được cái sự mất mát hoặc là cái sự đổ vỡ về tài sản hoặc là hạnh phúc vân vân. Đó, thành ra đó, chính cái chỗ này cho chúng ta có một cái cách suy nghĩ ngược lại. Giống như bản đề của cái cửa vậy đó, chúng ta đóng vô, chúng ta mở ra. Đó, thiện pháp với một bên là bất thiện pháp. Đó, thì từ từ chúng ta sẽ tìm ra được cái con đường giải thoát. Bất cứ những cái sự đau khổ, dù cho nó có phức tạp trong cái cuộc sống này, hoặc là những cái hiểm nạn vân vân, những cái sự đau khổ đó, chúng ta phải có cái sự nỗ lực để mà chúng ta vượt qua. Nhưng mà chúng ta phải nỗ lực đúng quý vị, chúng ta phải nỗ lực đúng theo cái con đường Bát Thánh Đạo, chúng ta nỗ lực đúng theo con đường Bát Thánh Đạo mới được. Chứ quý vị thấy rằng đa phần quý vị thấy rằng đa phần chúng sanh
à, tất cả chúng sanh là cứ hành theo những cái đường lối thế tục, cũng như là người ta thấy khổ như vậy, nhưng mà tôi nói ôi thôi tôi phải chịu, là cái kiếp nó khổ như vậy rồi, thôi giờ mình chỉ biết à, sáng đi làm, à, tối về ăn rồi ngủ, à, coi như là người ta chỉ có, người ta chỉ có là, cũng như là người ta chỉ có những cái tư tưởng đó thôi, chứ không có một cái tư mà tu tập gì hết, chứ đừng có nói đến là bát thánh đạo. À, dù cho người ta rất là khổ, thì những cái người này á, là do đâu quý vị? Do họ thiếu cái ba la mật. À, trong cái dòng sanh tử luân hồi này, mình mà thiếu cái ba la mật, à, nó từ khổ mà nó đi vào cái khổ nữa. Đó. Rồi có những người á, thì họ cũng có một cái khuynh hướng, à, có một cái khuynh hướng nó tốt hơn. Có nghĩa là họ nghĩ rằng à, thôi cái đời sống này nó như vậy nó khổ, à, nhưng mà mình cũng ráng tu thiện chút xíu, à, có nghĩa là à, mình có cái sự mà bố thí, hoặc là mình có cái sự mà giữ giới còn nhiều hơn chút nữa, thì à, còn biết kiếm đường à, để mà tu tập à, về thiền định hoặc là thiền quán vân vân. Đó thì đối với những cái à, đối với những người đó thì nó cũng tốt, à, nó cũng tốt quý vị. Nhưng mà đối với à, Phật tử của chúng ta thì sao quý vị? Thì à, coi như là chúng ta phải à, phải ráng à, chúng ta học hỏi, à, chúng ta tìm đến, à, chúng ta tìm đến những cái, những cái đường lối à, để mà chúng ta tu thân tích đức, à, hoặc là chúng ta à, tu tập à, bố thí trì giới, hoặc là tu thiền vân vân, à, chúng ta có những cái, có những cái sự mà nỗ lực như vậy, là chúng ta có những cái sự nỗ lực như vậy á, thì đến một cái lúc nào đó là chúng ta mới tìm được là cái con đường, là tìm được cái con đường giải thoát, là có nghĩa là chúng ta tìm được cái đạo lộ mà Đức Phật là đã vạch ra, có nghĩa là cái con đường trung đạo, là cái con đường là bát thánh đạo đó quý vị. Thì khi mà chúng ta tìm được cái con đường bát thánh đạo này rồi đó, là thì chúng ta cứ cố gắng là chúng ta tu tập. Có người á, thì người ta nói rằng á, là mình tu tập á, bát thánh đạo á, nghe ghê quá, à, nghe ghê quá, à, như là lớn lao quá đó. À, thường thường có một số người á, quý vị biết, thường thường có một số người á, không biết là người ta do người ta suy nghĩ như thế nào đó, à, người ta nghe một ai đó nó à, thuyết giảng. Cũng như lúc trước chúng tôi nhớ có những cái, có những cái vị người ta đi đến, người ta nói ô thôi con giờ con chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, à, chứ à, tu mà tu à, tứ niệm xứ hoặc là tu bát thánh đạo đồ này kia đó, à, những cái pháp môn nó cao quá, à, những cái pháp môn nó cao quá, phải để cho các vị hòa thượng rồi tu đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng chưa gì hết, à, thật sự ra đó người ta nói vậy thôi, à, người ta nói vậy thôi, chứ đó là nếu mà mình mà học ở trong vi diệu pháp đó, là quý vị biết rằng là cái đó là cái tâm gì quý vị biết không? Tâm ngã mạn, à, tâm ngã mạn, à, thua mà ý hơn, thua mà ý bằng, à, thua mà ý thua đó. Chúng ta nhớ, à, chúng ta nhớ đối với à, cái tâm mà, à, cái tâm mà so sánh, cái gì mà chúng ta có sự so sánh ở trong đó, à, nó có ngầm cái sự ngã mạn ở đó mà chúng ta à, không có biết. Vậy thì nếu mà chúng ta đến với à, chúng ta thấy rằng là ở trong cái bài học này nói vô minh là bất tri ở trong đạo đế, vậy thì mình muốn mà không có bất tri ở trong đạo đế, à, có nghĩa là mình phải làm như thế nào? Có nghĩa là mình phải tu tập, à, mình phải tu tập cái con đường bát thánh đạo, phải tu tập cái con đường giới định tuệ. Ở trong bát thánh đạo đó, chúng ta thấy rằng là khi mà đối với mình, lúc mà chúng ta nhắc là giới định tuệ đều được hết, à, hoặc là chúng ta phân ra, à, chúng ta nói ra là cái con đường trung đạo nó cũng được. Vậy thì à, khi mà nhắc đến bát chánh đạo á, à, để mà cho chúng ta nhìn thấy rõ cái con đường đó đó,
À, thành ra đó, không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Nha. Vậy thì ở trong cái con đường bát chánh đạo này đó, chúng ta tu tập đó, theo cái thói thường, theo cái đời sống thường là chúng ta tu tập, thì chúng ta sẽ phân ra là si lá là giới, samadhi là định, banh nha là tuệ. Vậy thì cái nào mà nằm ở trong giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là nằm ở trong giới, à, hay là giới quẩn, hoặc là giới đạo cũng được, à, giới đạo cũng được, à, si lá mắt gác. Rồi vậy thì nếu mà chúng ta đó, à, nếu mà chúng ta thực hành đó, giới đạo đó, là chúng ta à, phải thực hành sao quý vị? Chúng ta thực hành giới đạo đó là có nghĩa là khi mà ở trong cái đời sống thông thường, à, ở trong cái đời sống thông thường của chúng ta, quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta nói chúng ta tu tập về giới, à, hoặc là ở trong cái bài học ngày hôm nay mà chúng ta không phải là bất kỳ là trong đạo đế, thì chúng ta tu tập về giới, chúng ta tu tập bằng cách nào? Đó có nghĩa là chúng ta tự chế, à, chúng ta tự chế. Quý vị, à, hồi nãy chúng tôi thấy quý vị ôm ở trong diệu pháp đó, quý vị có nhớ tự chế không? Tự chế quý ra tí, à, quý ra tí. Mà nếu mà chúng ta tu tập về về cái lời nói thì có nghĩa là sammavacha quý ra tí, chánh ngữ tiết chế, à, chánh ngữ tiết chế. Không biết là Hồng Nhung có nhớ chánh ngữ tiết chế không? Đó có nghĩa là quý vị thấy rằng đó, đối với khi mà chúng ta tu tập về giới đạo hoặc là chúng ta tu tập về chánh ngữ đạo, có nghĩa là chúng ta có một cái sự mà tác ý, là do mình có cái thiện nghiệp, là mình có cái sự tác ý, dù mình thốt ra là cái lời nói nào thì cái lời nói đó nó cũng không có rơi vào mà cái nói dối, là nó không có rơi vào nói hai lưỡi, không có rơi vào cái sự nói về thô lỗ, à, hoặc là nó không có rơi vào cái lời nói phù phiếm. Cái điều này á, nó rất là hay nha quý vị, à, cái điều này nó rất là hay. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là hồi đó giờ mình biết là cái chánh ngữ, chánh ngữ là mình không nói dối, là không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm. Nhưng mà cái áp dụng đó, là cái áp dụng ở trong cái đời sống của mình, là mình áp dụng ở trong cái đời sống mình như thế nào, thì khi mà mình áp dụng đó, là mình tiết chế, mình cố gắng, mình ngăn ngừa đó, thì như vậy á, thì mới là mình gọi là mình tu. Còn hồi nãy á, là mình ví dụ như là mình thọ giới, là mình thọ giới có nghĩa là mình nguyện mình giữ giới là không có nói dối, thì cái đó nó là khác. Nhưng mà khi mà mình tu tập á, để mà mình tránh là nói dối đó, là có nghĩa là chúng ta nói một cái lời gì đó là nó cũng mang một cái tính cách là chính xác, là nó đúng sự thật, là và cái lời nói mình là nó hòa nhã, nó lợi ích, là nó phải thúc đẩy là cái sự hòa hợp đó. Thì quý vị thấy rằng hằng ngày trong cái đời sống mình tu tập, khi mà mình làm công việc thì thôi, hoặc là mình đang hành thiền thì thôi, còn khi mà chúng ta ngồi mà chúng ta nói chuyện với nhau, là thì mỗi cái lời nói của chúng ta, là mỗi cái lời nói của chúng ta đó, nó phải có cái tính cách nó chính xác, nó đúng thật, là mà cái lời nói nó hòa nhã, mà nó lợi ích, là nó thúc đẩy cái sự hòa hợp đó. Như vậy đó thì mới gọi là, như vậy thì mới gọi là chúng ta đang tu tập, là chúng ta đang tu tập về cái sự giữ giới.
Có nghĩa là thi bây giờ cái công việc của quý vị là quý vị hãy mà quý vị làm việc thì thôi, mình chú tâm vô mình làm việc. Còn hãy mà mình hành thiền thì thôi, mình chú tâm vô mình hành thiền. Mà hãy mà mình đi kinh hành thì mình chú tâm vô mình đi kinh hành. Hãy mình ngồi thì mình chú tâm vào cái quay nghi ngồi. Mà hãy mà mình cần nói một cái gì đó là mình cần nói một cái gì đó thì tư tâm sở là tư tâm sở, có nghĩa là cái sự tác ý của mình là cái sự tác ý của mình phải tác ý đến là cái lời nói mình ra, là cái lời nói của mình ra nó để mà không có vướng vào là cái lời nói độc ác, là hoặc là cái lời nói mà hai ngữ, là hoặc là cái lời nói dối. Quý vị cái điều này á, quý vị biết không, nhiều khi á, ví dụ như giờ mình cái lời nói con người của mình á, là coi như là ưa nói móc, là ưa nói móc. Ở đó chúng tôi nhớ lúc mà chúng tôi ở chùa Siêu Lý á, ưa nói giận giận với nhau á, nói móc mà đá hậu nói mà người ta nghe, nói mà nghe đó là coi như là người ta nghe xong cái lời nói mình á, là người ta muốn bể đầu luôn. Đó là cái con người mình á, thì thường thường ưa thích như vậy. Đối với cái đời sống vợ chồng ở trong gia đình hoặc là ở trong nhà, con cái, vợ chồng, cha mẹ đều cũng vậy quý vị. Nhất là những cái thật sự ra đó, quý vị biết không, chúng tôi hồi nhỏ chúng tôi ở trong nhà, ở nhà đó, quý vị thấy rằng là khi mà ai nói gì á, chúng tôi cũng dạ hết. Mà có những cái đứa nhỏ đó thì nó, có những cái đứa nhỏ thì quý vị thấy rằng là họ ưa nói chổng chổng đó. Thành ra đó, chúng tôi muốn nói rằng, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng khi mà chúng ta tu tập, khi mà chúng ta tu tập đó, thì quý vị thấy rằng là mình phải có cái tác ý, mình phải có cái tác ý mà để mà mình giữ giới, mình phải có cái tác ý mình giữ giới. Mình giữ giới thì nếu mà mình sẽ phân tích ra, mình sẽ phân ra từng cái nhóm nhỏ chánh ngữ, mình phân ra cái chánh ngữ khi nào là có chánh ngữ, mà khi nào cái nói chuyện tiếu này nè, cái nói chuyện tiếu này nó nói chuyện tiếu này là coi như là nó vướng vào cái gì biết không? Mình coi nè, nói dối nè, nói hai lưỡi nè, đúng rồi, nói phù phiếm nè, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Thành ra vậy đó, thật sự ra đó, mình khi mà mình nguyện mình giữ giới đó, không có nói dối hoặc là mình không nói lời hai lưỡi độc ác đồ này kia, mình tưởng là dễ, nhưng mà thật ra khó lắm nha quý vị. Những khi nào mà chúng ta tu tập, những khi nào mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tập đó, thì coi như là chúng ta mới giữ được. Thành ra đó, quý vị biết rằng đó, khi mà chúng tôi coi lại những cái sách ở trong những cái bài giảng thiền của các vị thiền sư đó, nói về cái chánh ngữ này nè, chúng tôi cũng tìm góp nhặt từ từ, chúng tôi cũng góp nhặt từng phần. Mà thậm chí quý vị biết không, bây giờ mà hỏi coi đâu á, chúng tôi cũng không nhớ là mình coi đâu đó. Tại vì á, mình thấy cái điểm nào mà các vị dạy hay á, là mình nhớ, là các vị nói á, các vị phân tích ra. Ví dụ như bây giờ mình làm công việc thì mình cứ làm công việc, mình chú tâm vô mình làm công việc. Rồi khi nào mà mình cần nói đó, thì mình phải có cái sự tác ý, khéo tác ý, để cái lời nói của mình nói ra nó đúng sự thật, nó đem đến cái sự mà cái lời nói mình đó mà người ta nghe, người ta thông cảm đến tâm của người ta, mà nó có lợi ích nữa đó. Thì lúc đó chúng tôi mới tìm ra ở trong đó các ngài phân tích đó, là coi như là cái nhóm mà chủ yếu nữa là cũng là tư tâm sở, cetana cetasika đó. Quý vị thấy hồi lúc trước giờ là mình nghĩ rằng là nó không có liên quan, nhưng mà thật sự ra đó,
nó liên quan rất là nhiều về cái điều đó. Còn nếu mà chúng ta đó chỉ cần mà chúng ta chỉ cần mà sơ sức tí xíu thôi, mình sơ sức tí xíu thôi thì nó rơi vào cái khẩu hành ác liền. Sơ sức tí xíu thôi mình rơi vào cái khẩu hành ác liền, chứ không phải giỡn đâu. Dù cho mình là thiền sinh, hoặc là dù cho mình là một cái học giả đang học, đang nghiên cứu rất là nhiều. Thành ra đó, đối với cái Sammavacca quý rá tí này, là chánh ngữ tiết chế này, nó là nằm ở trong đâu? Nó nằm ở trong đâu? Một trong 52 sở hữu đó, nó thuộc nhóm tiết chế. Thì khi mà chúng ta có cái sự tác ý, chúng ta nói ra những cái lời nói này, thì coi như là lúc đó là chúng ta đang tạo những cái thiện nghiệp giữ giới. Khi mà một cái người mà thọ trì ngũ giới, nhắc đến ngũ giới này thì nãy chúng tôi nhớ, nãy chúng tôi thấy thường thường là người ta, quý vị thấy rằng thường thường là các vị sư khi mà Phật tử mà xin giới đó, hãy mà người ta xin giới bằng tiếng Việt thì mình truyền giới bằng tiếng Việt, hãy người ta xin giới bằng Bali thì sẽ truyền giới bằng tiếng Bali, mà hãy mà người ta xin giới mà bằng Bali và Việt, là vừa Bali vừa tiếng Việt, thì phải truyền giới bằng Bali và tiếng Việt. Hồi nãy thì chúng tôi thấy Nguyên Như thì chỉ xin tiếng Bali thôi, ra phải truyền giới bằng tiếng Bali thôi. Nó thì khi mà một người mà thọ trì ngũ giới đó, hay là bát quan trai giới, hoặc là ngay cả giới luôn, người cư sĩ cũng thọ trì thập giới đều được. Người cư sĩ thọ trì 227 giới được luôn. Nhưng mà không phải là tỳ kheo nha, không phải là tỳ kheo nha quý vị. Có nghĩa là mình giữ được giới nào thì sẽ có phước giới đó, sẽ tốt giới đó. Đó thì khi mà cái người cư sĩ người Phật tử thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới gì đó, thì người ta phát nguyện là trong đó là có tránh xa cái sự nói dối không, thì đó là nếu mà mình có cái sự tác ý, tác ý ở trong đó, thì mình cũng tránh được bốn cái khẩu ác này. Đó là cái lời nói nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Đó thì khi mà chúng ta phát nguyện không nói dối, là chúng ta cũng thực hành theo đầy đủ bốn cái chi phần này. Đó rồi nói về ở đây đó, về cái đời sống tu tập của chúng ta, đến lúc này chúng tôi nghĩ rằng là quý vị cũng có cái căn bản rồi, mình biết xin nhớ rồi, mình có cái căn bản rồi. Bây giờ mình phải đi vào cái đời sống tu tập, đi vào cái đời sống tu tập mà chúng ta tu tập về cái chánh ngữ này. Có nghĩa là sao quý vị? Khi chúng ta đối với các căn và các cảnh, có nghĩa là khi mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm, hay là mình suy nghĩ, thì mình đều quán về cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Nó liên quan đến những cái đối tượng mình thấy, hoặc là mình nghe, hoặc là những cái trạng thái nó sanh lên. Đó thì như vậy để chi? Để cho phiền não của chúng ta nó không thể khởi lên được. Nếu mà quý vị quán như vậy thì như vậy đó, thì chúng ta không có nói ra những cái lời tà ngữ. Thì ở đây chúng tôi nhấn mạnh cái điều này là coi như là phải chi mà những cái điều này mà được giảng ở trong cái những cái ngày mà tu tập thiền đó quý vị. Những cái ngày mà tu tập tu tập thiền á, thì nó rất là quý, nó rất là quý, nó rất là cũng như là nó rất là thích hợp. Đó thành ra chúng tôi muốn nói với quý vị á, là khi mà chúng ta trước giờ chúng ta đã từng học rồi, thành ra bây giờ chúng ta phải áp dụng. Mà bây giờ chúng ta áp dụng á, chúng ta cũng dựa theo
căn bản của các vị trưởng lão, của các vị thiền sư. Chúng tôi chỉ có cái công là chúng tôi tìm là được những cái chỗ đó mà các vị nói, rồi chúng tôi lặp lại thôi. Chứ thật sự ra chúng tôi cũng không phải là cái người mà sáng tác ra. Có nghĩa là chúng tôi không phải là tự cái tâm mình nói ra quý vị. Thành ra quý vị yên tâm, quý vị yên tâm, chúng tôi không có chỉ trùng bậy. Chúng tôi cũng dựa vào kinh nghiệm của các vị thiền sư. Rồi khi mà mình tu tập đó, được một chút nào đó thì mình sẽ có cái sự mà chia sẻ, có cái sự mà bày tỏ lại cho quý vị tu tập. Thành ra quý vị yên tâm, chúng tôi không có bịa ra được. Những cái điều này mà chúng tôi mà bịa ra được là chúng tôi là rất là giỏi lắm mới bịa ra được quý vị đó. Thành ra các vị thiền sư mới dạy cho chúng ta, chúng ta muốn chúng ta tu tập chánh ngữ này mà áp dụng trong cái đời sống này, có nghĩa là chúng ta phải làm sao, có nghĩa là khi mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc chạm, chúng ta suy nghĩ, những cái điều này nó xung quanh ở trong cái cuộc đời của mình nè. Quý vị nghe những cái danh từ này quý vị thấy lạ phải không? Hàng ngày thì mình đều thấy, mình đều nghe, mình đều ngửi mùi, đều nếm vị hết, thân mình xúc chạm đó, ý mình suy nghĩ đó. Thì bây giờ á, mình nghe cái âm thanh hoặc là mình thấy, mình thấy cái hình ảnh đó, mình thấy cái hình ảnh đó đó, là mình đưa vào cái khung là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà chúng tôi không biết quý vị hiểu vô thường, khổ, vô ngã là như thế nào nha. Quý vị hiểu vô thường, khổ, vô ngã là như thế nào, bây giờ quý vị phải nói ra là chúng tôi mới biết rằng là quý vị hồi trước giờ mình hiểu cái vô thường, khổ, vô ngã khi mà các căn với các cảnh mà nó tiếp xúc với nhau đó. Chứ có nhiều người á, chừng nào mà thấy cái đồ đó bể mới nói nó vô thường mà. Hoặc là thấy người ta đẹp cái nói đẹp nhưng mà mấy mốt cũng vô thường hoặc là người đó người ta hát hay đồ này kia mấy mốt cũng vô thường nó vô thường là bây giờ hát hay rồi mấy mốt hát dở đó, phải quý vị thấy vô thường vậy không, phải không? Phải quý vị thấy vô thường vậy, chết rồi, trời ơi, vô thường ở đây có nghĩa là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mắt của mình nó vừa thấy sắc, mắt mình vừa thấy cái hình ảnh đó, nó chưa kịp nhìn rõ là nó đã nghe âm thanh rồi. Có nghĩa là đối với con mắt, rồi lỗ tai, rồi mũi, nói chung là coi như là nó lộn sàng hầu ở trong hết luôn. Những cái vừa thấy rồi nó vừa sanh lên để mà tâm nhãn thức sanh lên để bắt cảnh sát, rồi vừa tâm nhãn thức vừa diệt đi rồi tâm nhĩ thức sanh lên bắt cảnh hình. Có nghĩa là quý vị đang ngồi gì nè đó, cái test chat lên màn hình và quý vị nghe âm thanh của chúng tôi nói đó, thì quý vị tưởng nãy giờ là nó thường hằng chứ không phải. Tâm nhãn thức sanh lên rồi nó diệt đi rồi, tâm nhĩ thức nó sanh lên rồi nó diệt đi rồi, tâm nhĩ thức nó sanh lên rồi nó diệt đi rồi, đến tâm tỷ thức nó sanh lên rồi nó diệt đi. Có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi của chúng ta nó bắt cảnh liên tục đó, thành ra đó chúng ta thấy cái sự vô thường là cái vô thường đó đó, nó coi như là nó biến đổi, nó thay đổi không ngừng. Đó, cái đặc tính của vô thường là nó biến đổi, nó thay đổi không ngừng luôn đó. Thì như vậy thì nhưng mà chúng ta với cái ánh mắt với cái trí tuệ của thiền quán thì chúng ta thấy rằng đây là cái sự khổ, đây là cái sự khổ đó, đây là cái sự mà nó không tội nguyện, nó không tội nguyện, nó các cảnh các cái tâm mình nó sanh nhiệt một cách liên tục, nó sanh nhiệt một cách liên tục đó. Thành ra chúng ta nên nhớ chúng ta nên nhớ rằng là khi mà mình quán vô thường thì đúng là các pháp hữu vi nó vô thường, nhưng mà chúng ta quán gần nhất nội thân, quán nội thân trên thân chúng ta quán cái cảnh nó gần nhất
là nó gần nhất đối với chúng ta đó. Thì nếu mà chúng ta thấy được những cái điều này rồi đó, chúng ta thấy được những cái điều này rồi đó, thì chúng ta nói ra lời tà ngữ chi? Thật sự ra đó là do quý vị thấy rằng tại sao mà chúng ta có cái sự mà đâm thọc hoặc là chúng ta nói nặng đồ này kia, là do chúng ta không có thấy được cái tính chất vô thường, hoặc là chúng ta không có thấy được cái sự khổ, mà chúng ta thấy rằng là cái cô Phật tử A đó đẹp, cô B đó đẹp hơn, hoặc là người này ổng A ổng ảnh gì đó. Nó có nghĩa là mình bắt toàn là tục đế, mình bắt toàn là cảnh tục đế không, thành ra cái cảnh chế định không, thành ra đó mình mới có những cái lời nói hoặc là có những cái hành động mà nó đâm nó thọc mà nó móc méo với nhau vân vân. Còn khi mà chúng ta tu tập đó, mà chúng ta theo những cái vị thiền sư đó chỉ đường cho mình tu tập đó, thì lúc đó chúng ta chỉ thấy cái sự sanh diệt, chúng ta chỉ thấy cái sự vô thường thôi. Đó thì làm sao mà chúng ta có cái lời chúng ta có cái lời nói móc được đó. Thành ra chúng tôi nhớ đó, thật sự ra quý vị biết không, chỉ có ở trong cái giáo pháp này, chỉ có ở trong cái lời dạy của Đức Phật Gotama mới có được cái cách mà mình tu, là cái cách mình tu tập. Ngày xưa quý vị biết rằng chúng tôi cũng đi rất là nhiều chỗ, những cái vị đó, tuy rằng những cái vị đó rất là cao hạ, đạo cao đức trọng, nhưng mà do một cái duyên gì đó quý vị, họ không dám theo Phật giáo Nguyên Thủy. Họ không dám theo Phật giáo Nguyên Thủy. Mà không dám theo Phật giáo Nguyên Thủy á, thì làm sao có được mà cái cách mà quý vị tu tập mà nói về cái nghe thấy ngửi nếm đụng xúc chạm rồi. Ngoài Phật giáo Nguyên Thủy này không có. Người ta có giỏi lắm là người ta có đi qua gỡ đệ tử qua học bên mình, rồi xong rồi đem về chỉ coi như là múa sơ sơ ở ngoài thôi. Múa. Quý vị hết nghe rồi hả? Quý vị hết nghe chúng tôi hả? Dạ, cảm ơn quý vị. Bởi vì chúng tôi mới nói rằng thật ra quý vị biết không, người ta không có cái cơ hội để mà người ta tiếp xúc với cái này. Hồi đó chúng tôi gặp nghe rất là nhiều vị người ta không có cái pháp này để mà người ta giảng. Cũng như là thí dụ như là cái vị đó giảng người ta nói mình người ta nói mình khùng, thì mình suy nghĩ lại mình không có khùng thôi. Mình không có khùng thôi, hơn nào mà mình chấp người ta. Nói chung là người ta chỉ biết đi cái vòng vòng ở bên ngoài thôi, vòng vòng ở bên ngoài thôi. Đó, thành ra quý vị thấy rằng chúng ta có duyên lành lắm, chúng ta mới gặp được những cái phương pháp này, những cái phương pháp này. Mà quý vị thấy Đức Phật dạy, các vị thiền sư cũng dạy, rất là dễ hiểu, rất là căn bản. Nhưng mà tại vì chúng ta thiếu cái gì quý vị? Chúng ta thiếu cái nỗ lực, chúng ta thiếu cái sự tinh tấn. Mình tu tập cái này nó mệt lắm chứ không, quý vị. Mà khi mà chúng ta mà tu tập được rồi á, thì lâu ngày á, nó mới hết cái sự mà mệt nhọc. Chứ lúc đó quý vị thấy bây giờ chúng ta đang tu tập á, chúng ta phải để, chúng ta phải cũng như là chú tâm, chúng ta phải chú tâm rất là mãnh liệt. Đó thì lâu ngày nó có một cái nền tảng rồi đó, chúng ta sẽ hướng về cái nội tâm chúng ta tu tập không chúng ta không có cần phải để ý ở bên ngoài. Đó thì các vị thiền sư đó, các vị nói đó, mình tu tập cái điều này đó là có nghĩa là mình đang diệt tạm thời những cái phiền não ngủ ngầm bằng cái chánh ngữ, bằng cái chánh ngữ mà chúng ta tu tập bằng thiền quán quý bách sanh nào. Quý vị thấy rằng đối với những cái vị những vị thánh tu đầu quần cũng tiêu diệt được đối với những cái tà ngữ này, những cái tà ngữ này ở trong đó, không biết là quý vị có biết được đối với cái nói dối nè,
nói lời độc ác nè, nói lời nói lời hai lưỡi nè, rồi nói lời nhảm nhí, thì các vị thánh từ bậc Tu Đà Quờn cũng có đoạn tiệt từ từ rồi, đoạn tiệt từ từ rồi quý vị. Nhưng mà cái nói mà nói lời phù phiếm á, là đến cái bậc A La Hán mới đoạn tiệt được nha quý vị. Quý vị coi vậy chứ ghê lắm đó nha. Nói cái lời nói mà vô ích á, là quý vị biết là tại sao mà vị A La Hán mới đoạn tận được không? Cái lời nói đó là do cái tâm phóng dật, do cái tâm phóng dật. Quý vị thấy rằng ví dụ như là bây giờ quý vị ngồi tự nhiên quý vị vui vui, quý vị nói lên một cái điều gì đó nó không có đâu vào đâu hết á. Cũng như là giờ đó là tự nhiên mình ngồi, mình đang ngồi mình nói em chỉ đến bên anh lúc buồn, tự nhiên ai mà người ta nhờ mình gì đó cái mình nói em chỉ đến bên anh lúc buồn này kia, thì cái đó nó cũng là cái lời phóng dật quý vị, nó cũng là cái lời nói nhảm nhí, nhưng mà nó từ cái tâm phóng dật, từ cái tâm phóng dật nó tác động đó. Nó cũng như là mình ta đang ngồi đang làm việc đồ bình thường, đang làm việc ở công sở đồ bình thường, tự nhiên ai nhờ mình cái công việc gì cái mình thốt ra cái lời đó thì cái đó là do cái tâm phóng dật là nó tác động đến mình nói ra cái lời nói phù phiếm, nói ra cái lời nói vô ích đó, rồi cái cười cái cả đám cười đó, thành ra đó quý vị coi nó nhẹ vậy nhưng mà đến cái vị A La Hán mới đoạn tận được, đến cái vị A La Hán mới đoạn tận được. Thành ra đó chúng ta đó tuy rằng chúng ta chưa có là tu tập được như các bậc thánh, nhưng mà chúng ta tu tập cái thiền quán Vipassana đó thì chúng ta sẽ xua tan được những cái lời nói vô ích bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta luôn luôn chúng ta chú tâm, có nghĩa là chúng ta có cái sự cố ý chúng ta có cái sự cố ý để mà chúng ta giữ gìn những cái lời nói, bằng cách là chúng ta tu tập đối với các căn các cảnh hoặc là trong khi chúng ta đi kinh hành, hoặc là trong khi chúng ta ngồi, chúng ta làm việc cũng được. Hãy mà chúng ta làm việc thì chúng ta cứ chú tâm mà làm việc. Hãy mà chúng ta khi nào mà chúng ta cần thì chúng ta nói, nhưng mà lúc mà chúng ta nói chúng ta có cái sự tác ý đàng hoàng, có cái sự tác ý rằng là coi như là mình cái lời nói của mình nói ra nó đúng sự thật mà nó đúng mục đích nữa quý vị, để mà mình tránh những cái lời nói vô ích đó, thì chúng ta cứ tu tập từ từ như vậy đó. Thì các vị trưởng lão á, các vị mới nói rằng là đây là cái cách tu tập để mà mình diệt được tạm thời cái phiền não ngủ ngầm bằng cái phiền não ngủ ngầm là cái tàn ngữ đó. Mà quý vị biết á, khi mà mình có được cái năng lực này rồi đó, ở trong đời sống sau á, hoặc là ngay trong cái kiếp sống này cũng vậy, ngay trong kiếp sống này phiền não của mình nó ít, mà nếu mà ở trong cái đời sống sau á, chúng ta sẽ có cái phước rất là nhiều. Quý vị thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta đó, là ngài những cái chiếc răng của ngài, những cái nét vẽ đẹp ở trên mặt của ngài là do ngài có cái lời chân thật, ngài có cái pháp chân thật ở trong đó, là có cái lời chân thật. Thành ra đó ở trong đời sống sau á, mình đầy đủ cái phước tướng. Thì nói về cái phước tướng á, là quý vị thấy rằng có những người ta nói rằng mình tu mình đâu có cần phải có cái tướng tốt, không có đâu, không phải đâu, họ nói như vậy nó không có đúng. Mình tu thì tu, nhưng mà mình cũng phải có phước, phước vật, phước đức, phước trí, nói chung là cái phước nào mình cũng phải có, cái phước nào mình cũng phải có, để làm chi quý vị? Có duyên thì mình đi tế độ hoặc là mình độ đời,
đó. Còn không có duyên thì mình sẽ tu cho bản thân của mình chấm dứt sanh tử luân hồi thôi, nhưng mà nó phải đầy đủ phước. Chứ bây giờ trong cái mùa dịch này đó, nếu mà quý vị mà không có phước á, là coi như là đầu óc của mình là bị nhiễm phiền, bị phiền não chết rồi, cứ nghĩ riết vậy rồi tiền đâu ăn rồi này kia. Nói chung á là mình không phải là giàu có gì, nhưng mà tại vì mình thấy cái thời dịch này nó là như vậy rồi, mình có ngồi mình phiền não cũng vậy nha, mình ngồi mình phiền não cũng vậy thôi, chứ mình đâu có làm được gì, cũng không làm được gì. Thành ra hay hơn hết là chúng ta đi nghe pháp, hoặc là hay hơn hết là chúng ta đi học một cái điều gì đó, chúng ta đi học một cái điều gì đó, hoặc là chúng ta đi nghe pháp, hoặc là chúng ta đọc một cái gì đó. Thể mà cái người mà làm việc thì đọc theo những cái sách làm việc, cái người làm cái nghề gì đó, thì mình đọc theo những cái sách của cái nghề gì đó, đó thì nó sẽ nâng cao cái tầm hiểu biết cái tay nghề của mình lên. Đó, thành ra chúng tôi nói rằng là khi mà chúng ta biết cách tu tập thì cái cách nào chúng ta cũng tu được hết. Thật ra thì chúng tôi ở trong cái bất tri đạo đế này đó, khi mà chúng tôi coi bài, chúng tôi nhớ được những cái vị trưởng lão dạy cho mình cái cách tu tập, từ cái chánh ngữ, từ cái chánh nghiệp, từ cái chánh mạng, từ cái chánh niệm, từ cái chánh tinh tấn, từ cái chánh định. Có nghĩa là từng phần mà chúng tôi nhớ là chúng tôi đọc ở đâu đó, những cái lời dạy của các vị trưởng lão đó, nó tỉ mỉ quá, nó kỹ quá. Mà bây giờ ở trong cái chi phần của vô minh đó, nó đã dài rồi, mà bây giờ mà gặp chúng tôi mà giảng mà nó còn dài hơn nữa. Thành ra chúng tôi cũng rất là băn khoăn. Quý vị thấy không, có một cái chánh ngữ thôi có một cái chánh ngữ thôi mà nó mà chúng tôi trình bày mà nó đã hết giờ rồi. Mai mốt là đến cái chánh nghiệp, rồi chánh mạng, rồi chánh niệm này kia vân vân đó. Mà quý vị biết rằng nếu mà mình bỏ nó uổng lắm quý vị. Thật sự ra chúng tôi khi mà chúng tôi đọc, chúng tôi nhớ lại những cái lời dạy của các trưởng lão này rồi đó, thì quý vị biết rằng ngay cả cái tăng của chúng tôi là mình cũng muốn là coi như là tăng cái thời gian mà đi kinh hành, tăng cái thời gian hành thiền. Đó, quý vị thấy hồi xưa giờ chúng tôi ít có khi nào nói về những cái pháp môn của thiền quán, thiền định. Ít khi nào chúng tôi nói, vì đọc xong rồi để ở trong tâm mà chiêm nghiệm. Mà trong cái thời gian này mình chiêm nghiệm, mình thấy các vị dạy thật sự ra là mình đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui đó, rồi sau đó mình suy tư ở trong tâm của mình, thì mình thấy rằng đúng không, đâu phải là các ngài khoe pháp bậc cao gì đâu. Các ngài nói mình đi theo cái con đường này, mình đi theo cái con đường này, cứ những cái gì mà trong đời trong ngày mình thấy, thấy nghe ngửi nhín đụng này kia, đó là mình coi như là mình sẽ đưa nó vào vô thường khổ vô ngã, đưa nó vào vô thường khổ vô ngã. Thì lúc đó có nghĩa là mình tu tập như vậy mình đã diệt tạm thời phiền não ngủ ngầm của cái tà ngữ bằng quý bách sa na. Thì mình thấy cái ngày mình nghiền ngẫm lại mình nghiền ngẫm lại, mình nhớ ở trong tâm, thì các ngài dạy như vậy thì quá rõ cho mình rồi. Nhưng mà chỉ có một cái là mình thiếu tinh tấn, mình không chịu hành thêm nữa thôi. Đó, chứ bây giờ nếu mà mình hành thêm thì quý vị thấy rằng coi là mình sẽ tránh được tà ngữ liền, mình sẽ tránh được tà ngữ. Có nghĩa là giờ mình lo hành thiền, khi mà cái người mà hành thiền trí tuệ phát sanh,
trí tuệ phát sanh thì mình đâu có nói những cái lời tàn ngữ đâu, mình đâu có nói những lời tàn ngữ cho quý vị. Đó, thành ra quý vị thấy rằng á, bây giờ mình bỏ nó uổng, mình như là mình lướt qua thì nó uổng, thôi kệ, ráng kéo dài. Quý vị ráng cố gắng học đi, coi như là được chút nào hay chút đó, cái nào quý vị thích thì quý vị lấy, quý vị nhớ. Còn cái nào mà quý vị không thích á, thì quý vị bỏ, được bỏ bớt. Chúng tôi thích dài, thích ngắn gì đó, thì lúc nào mà quý vị thấy cái nào hay thì hợp thì quý vị cứ lấy. Còn cái nào mà nó không hợp thì quý vị cứ bỏ, không sao. Chứ đối với chúng tôi thì chúng tôi thấy mình không trình bày hết những cái điều đó nó cũng ổn quá quý vị, cũng hơi ổn. Tại vì các vị cũng có công để mà các vị thuyết giảng, các vị dạy cho mình, mình phải mình bỏ qua thì nó ổn quá. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái đời sống này chúng ta biết chắc rằng chúng ta tu tập, chúng ta không có đắc được đạo quả rồi, nhưng mà chúng ta sẽ tin chắc vào cái lời dạy của các vị trưởng lão, là coi như là mình tu tập bằng cách thì mình cũng diệt được phiền não ngủ ngầm trong những cái sát na đó, bằng cách là chúng ta tu tập cái thiền minh sát này, chúng ta tu tập cái thiền minh sát này để cho chúng ta diệt được cái tà ngữ. Mãi mà chúng ta diệt được cái tà ngữ thì coi như là cũng bớt đi một cái phần tội lỗi, chúng ta cũng tránh né được bốn đường ác đạo. Có nghĩa là bây giờ mình không có nói dối, rồi mình cũng không có nói lời độc ác, mình không có nói lời hai lưỡi, mình không có nói lời mà vô ích, thì mình cũng tránh né được bốn cái đường ác đạo. Đó thì chúng tôi nghĩ là đây là cũng có phước đức cho mình rất là nhiều. Vậy thì bây giờ thì không còn thời gian nữa, nên chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng này. Nếu mà quý vị còn sinh hoạt thêm thì có thể quý vị muốn hỏi một cái điều gì đó thì quý vị sẽ nêu lên câu hỏi rồi chúng tôi sẽ trả lời. Và với lúc này xin dâng đến chư tôn đức tăng chia đều đến quý vị khán giả nghe pháp và chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng niệm nhân cả tại. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư pháp tính để giảng một cái bài giảng rất là hay của ngày hôm nay. Thưa sư, tụi con hôm bữa giờ có trao đổi với nhau trong nhóm thì có thắc mắc lên một cái vấn đề bạch sư, là khi mà mình chia ra tam tạng kinh điển đó thì mình chia ra con nói là tạng kinh, tạng luật, tạng luận, thì có đúng hay không, hay là mình phải gọi là tạng kinh, tạng luật và tạng vi diệu pháp hoặc là vô tỷ pháp mới là dùng đúng chữ bạch sư, và nó có phải là cái chữ luận có phải là dùng cho chánh tạng hay là chữ luận chỉ dùng là trong phần chú giải, và có thể sư có thể phân tích cho tụi con thêm về phần đó ạ. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Sa thú lành thai. Ở trong tam tạng kinh điển của mình á, Vitaka đó là mình được chia ra làm ba tạng: tạng kinh, tạng lực, tạng luận. Đó thì ở trong cái tạng luận á là Abhidhamma, nhưng mà chúng ta sẽ dùng cái danh từ là tạng luận, chứ chúng ta không có dùng là cái Abhidhamma. Ví dụ như khi mà chúng ta giải thích á, thì chúng ta sẽ dùng cái chữ Abhidhamma, có nghĩa là khi mà chúng ta nói là ví dụ như là tạng luật là như thế nào, là những cái điều học mà Đức Phật đã chế định để cho chúng ta hành theo những cái điều luật đó, rồi
tạng kinh là những cái bài kinh dài, bài kinh ngắn được xếp vào ở trong tạng kinh. Rồi còn tạng luận là những cái phần của cái pháp mà gọi là để mà mình phân tích, mình chia sẻ, thành ra gọi là cái tạng luận, tạng Abhidhamma. Đó thì khi nào mà mình giải thích á, thì mình mới giải thích ra như vậy. Còn bình thường ví dụ như mình chia ra đó thì tạng kinh, tạng luật, rồi đến tạng luận, chứ mình không có giải thích ở trong đó. Đó thì nó chỉ tóm tắt là như vậy thôi. Xà thú, câu trả lời của sư Pháp Tính đối với câu hỏi của Nguyên Như. Dạ, trong đạo tràng còn có ai có câu hỏi? Dạ, con thấy anh Bài có câu hỏi, con xin nhường mic lại ạ. Dạ, anh Bài bị rớt mic rồi, anh Bài có thể cầm mic lại. Dạ, Nguyên Như xin nhường lại ạ. Dạ con cảm ơn sư. Con có câu hỏi ngắn, không biết con hiểu có đúng không? Là hồi nãy là sư nói nếu như mình tu cái thiền Vipassana này là có gọi là tạm thời giải thoát phiền não. Xin sư giải thích thêm cái chữ tạm thời, có phải là ngắn ngủi và khi nào mình hết tu thì mình không còn được cái đó nữa hay sao? Xin cảm ơn sư. Xà thú hiện tại. Mình có cái nít này á, cái nít này sư đọc không được, bây giờ sư nghe mấy vị này kêu tên anh mình ra sư muốn biết. Cái hồi nãy á sư nói là mình tu tập á, mà đối với khi mà mình thấy nghe ngửi nếm đụng này kia đó, suy tư các pháp rồi đó, mà mình đưa vào cái khung vô thường khổ vô ngã, thì coi như mà mình tu tập như vậy đó, thì cái lúc này á, cái phiền não nó không có khởi lên. Cái phiền não thí dụ như giờ á, là mình trước đó đó mình có muốn ví dụ như là mình trả lời mà nặng nhẹ về cái người đó, nhưng mà do mình tu tập mình chỉ ghi nhận là mình ghi nhận cái sự thấy nghe nếm đụng này kia đó, xúc chạm rồi đó, thì coi như là lúc đó là mình không có phát khởi lên những cái lời nói nặng đó. Thì những cái giây phút bây giờ mình tạm dùng cái giây phút cho nó dễ hiểu. Sát na thì nó rất là ngắn ngủi, mà nó cái danh từ nó chuyên về Phật học. Thì trong những cái giây phút đó, là mình coi như là mình ngăn chặn được tà ngữ, mình ngăn chặn được tà ngữ. Thì các vị trưởng lão mới nói rằng đó là đã diệt được tạm thời cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm của mình. Tại vì sao? Tại vì mình chưa có bộc phát ra thì nó là phiền não ngủ ngầm. Ví dụ như bây giờ là coi như là sư muốn cũng như là có cái lời nói mà nó sân hận với quý vị đi. Nhưng mà do cái lúc đó mình đang tu tập, mình ghi nhận, mình đang tu tập từng giây từng phút vậy đó, thì mình không có cho nó sanh khởi lên để mình nói ra cái lời mà cũng như hỏi đi còn gì nữa, hỏi đi, thì mình coi như là mình ngăn chặn được những cái lời nói đó. Thì như vậy á, gọi là trong những cái giây phút đó mình diệt được. Thì hỏi các vị đó, nếu mà mình có nhiều cái phút giây đó, trong cái thời gian này mình có nhiều cái phút giây đó mà mình đè nén được, có nghĩa là mình ngăn chặn được những cái phiền não đó, thì các vị mới nói rằng là mình diệt được phiền não ngủ ngầm tạm thời. Tại vì những cái phiền não này là coi như là nó tiềm ẩn ở trong tâm của chúng ta. Thử mà bây giờ hỏi quý vị mà một người mà quý vị không thích đi, một người mà quý vị không thích, không biết là do cái duyên gì ở trong cái lớp học này nhiều khi quý vị cũng không có gặp cái mặt của người ta nữa, quý vị chỉ có gặp cái nickname thôi,
Quý vị tự nhiên ở trong tâm mình nói có vậy cũng đi hỏi đó. Thành ra đó, nếu mà mình không có tu tập, là mình không có cái quý bách sanh na này nè, mình không có tu tập á, thì tự nhiên mình không biết mặt người ta mà mình nghe người ta hỏi mà mình cũng thấy như là thấy không thích, không ưa vậy đó. Đó, nhưng mà mình có tu tập cái phương pháp này thì nó ngăn chặn những cái tà ngữ, là những cái tà tâm của chúng ta trong từng cái giây phút mà tu tập. Thành ra đó là các vị mới gọi là diệt tạm thời, là diệt tạm thời. Mà nếu mà thử mà quý vị không tu thôi, là mình không tu thôi, à, mình nghe ngóng người ta nói này nói kia, người này nói cái mình phân biệt, người này nói nghe dễ nghe dễ thương, còn người kia nói nghe thấy sao mình nó khó nghe quá, cái âm thanh nó ồ ề khó nghe quá, đó thì đó là những cái phiền não nó ngủ ngầm ở trong tâm. Thì khi mà mình đối diện hoặc là mình nghe được cái âm thanh của người ta thì nó bộc phát lên. Có thể là mình có nhiều người, quý vị biết không, người ta kiềm chế không được, người ta tết chát. Người ta chát lên, cái chuyện đó đã giảng rồi cũng đi hỏi mà chuyện gì cũng đi hỏi đồ này kia. Đó là những cái phiền não nó ngủ ngầm rồi nó bộc phát ra. Là do đâu quý vị? Là do mình không có tu tập mà mình cứ suy nghĩ về cái đối tượng đó không? Đó thì chính vì cái điều đó đó, cái phương pháp này các vị thiền sư đó, các vị dạy mình tu tập gì để mà mình đoạn diệt được tạm thời cái phiền não ngủ ngầm, là cái phiền não ví dụ như mình đang tu học về phiền não chánh ngữ với tà ngữ, thì những cái giây phút mình tu tập thì nó diệt tạm thời được là cái tà ngữ này bằng cái quý bát sa na ngay trong hiện tại này. Đó, không biết là sư giải thích như vậy đó thì cái vị Phật tử này đã hiểu chưa? Nếu chưa hiểu thì có thể sẽ hỏi tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, và con xin tri ân câu trả lời của sư, và con cũng thấy anh bài và có kính tri ân sư rồi. Dạ, nguyên như xin mời đạo tràng còn ai có câu hỏi gì nữa không, mình có thêm cho sư một câu hỏi cuối nha. Ca Vinh và anh Lý, Văn Phan nè, với lại Nguyên Trang, nguyên như rồi Kỳ Anh, có ai có câu hỏi không, xin giơ tay lên ha. Trời ơi, bạch sư, chắc là trong lớp mình giỏi quá, chắc ai cũng hiểu bài hết rồi. Dạ con thấy bây giờ cũng là 10:45 rồi. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể quay trở lại mai để cho chúng con vài phút thiền định, bạch sư. Con Kevin, xin mời Kevin nha. Dạ. Dạ, dạ con xin kính chào sư, con xin kính chào đạo tràng. Dạ xin sư giảng cho biết tại sao mình cần phải có ba la mật, và nó có cho mình lợi lạc chi trong con đường học Phật pháp. Dạ, cảm ơn sư. Sa thú Calvin. Phật tử Calvin, ở trong cái sự học Phật pháp hoặc là cái sự hành thiền cũng vậy, chúng ta cần phải có những cái phước báo ba la mật. Bây giờ chúng ta chỉ cần làm một cái phép tính thông thường thôi, cái phép tính thông thường thôi. Tại sao mà mình vô cái room này, rồi tại sao có những người khác người ta vô cái phòng ca nhạc, có nghĩa là cái rung ca nhạc, thì tại sao mà mình chịu nổi ở trong đây, là tại vì mình có những cái phước thì ở trong kinh gọi là phước ba la mật đó. Tại sao mà có những người, thí dụ như là người ta rủ mình đi, thí dụ như cũng như hồi xưa, cũng như hồi xưa cũng tâm sự cái này nó thiệt tình là, nhưng mà bây giờ mình lớn rồi mình mới thấy, quý vị, ngày xưa đó khi mà chúng tôi đi học á, thì quý vị biết không, người ta chưa rủ chúng tôi cúp cua cúp tiết á, là chúng tôi đã rủ người ta rồi, đã rủ người ta rồi. Nhưng mà ở trong đó
có những bạn bè đó là quý vị biết là họ rất là hay, mình rủ mình năn nỉ mình bày đủ thứ trò hết mà người ta cũng không chịu cúp cua à. Mà cũng có những bạn là coi như là vừa rủ ngăn là đi liền à, trong đó có mình chưa kịp rủ là chúng tôi là đã đi rồi quý vị. Cũng như là ngày hôm đó mà nghe rằng là ở cái rạp hát đó là chiếu cái bộ phim đó là bộ phim đóng mới à, cái bộ phim đó là bộ phim mới, thì quý vị thấy không, mình vừa thấy tựa phim là ở đây là mình chuẩn bị là mình thổi đem tập của cái tiết học đó rồi, mình chỉ có ghé vô trường thì mình rủ thêm vài bạn để đi coi phim đó. Thì bây giờ mình lớn rồi á, mình mới ngồi mình kiểm nghiệm lại á, là mấy đứa bạn đó là phải nói rằng là nó có một cái sự quyết định quý vị, nó có một cái sự quyết định nó cứng rắn, thành ra mình rủ cỡ nào mình có khi á là mình bao nó ăn luôn mà nó cũng không chịu, mình bao nó cái vé mà để mà nó coi phim luôn, mình bao nó ăn rồi nó uống nước luôn mà nó cũng không nghỉ nữa, nó cũng không trốn nữa quý vị đó. Thì thành ra đó là quý vị biết rằng là những đứa đó những cái bạn đó là quý vị thấy rằng cái tâm của người ta nó vững hơn à, cái tâm của người ta vững hơn. Mà cái tâm của người ta vững hơn là do đâu quý vị? Do người ta có phước à, do người ta có phước ta mới kiềm tâm được à, do người ta có phước ta mới kiềm tâm được quý vị. Thì cũng vậy à, đối với cái đời sống tu tập này nè, tại sao mà người ta ngồi người ta hành thiền được, còn mình ngồi hành thiền á là mình cứ nghĩ đến công việc nè, rồi con nè, rồi chồng nè, rồi vợ nè, cơm áo gạo tiền, rồi mình suy nghĩ đến, rồi những người mà người ta đầy đủ cái đó thì người ta lại nghĩ về cái cuộc vui rồi, thôi bây giờ ngồi 10 phút cũng được rồi mình ngồi 10 phút cũng được rồi, thôi mình đi ra ngoài là mình đi ra ngoài á, mình ngắm cảnh, hay là mình ra ngoài mình pha ly nước mình uống thì mình cũng đâu có làm cái chuyện gì mà ác đâu đó. Thì có nghĩa là cái người mà người ta ngồi được đúng cái thời gian quy định, hoặc là người ta ngồi được cái thời gian nó dài à, người ta tu tập đó, người ta ngồi thiền ấy, thì là do người ta có phước quý vị. Người ta có phước thành ra cái phiền não nó không có sanh lên nhiều, còn mình không có phước á, cái phiền não mình nó sanh tùm lum hết á, hết nói rằng là do bận công việc hoặc là nói chung là bây giờ mình không có bận á, thì nó trở qua cái gì, nó mỏi lưng nó tê chân, nó đau người, nó tù túng cái tâm của mình, nó bực bội quá đó. Thành ra thì mình đối với thế gian á, thì mình nghĩ rằng là do như là do cái cơ thể mình nó bị bệnh, bị khó chịu, bị yếu, rồi có người thì là nói là do cái hoàn cảnh này nọ, nó nói chung là đủ thứ hết. Nhưng mà tất cả cái điều đó nó là do phiền não, nó đủ lý do hết, nó đủ lý do hết quý vị. Nhưng mà tất cả cái đó nó đều là phiền não. Mà cái phiền não này là tại vì do đâu? Tại vì do ở trong quá khứ mình tạo ít cái công đức phước báo đó, thành ra và bây giờ chúng ta bị cái phiền não nó sanh lên, nó chế ngự chúng ta nhiều hơn. Còn bây giờ chúng ta có phước là nó rất là dễ, thì bây giờ nó muốn làm gì làm, hành thiền xong mình làm, hành thiền xong 15 phút 30 phút xong rồi mình làm đó. Thì người ta xử lý ở trong tâm của người ta nhanh người ta xử lý ở trong tâm của người ta rất nhanh đó. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta sống ở đời đó, chúng ta tạo cái phước gì chúng ta cũng nguyện cái phước báo đó trở thành cái phước báo ba la mật chứ không thôi á, thí dụ như bây giờ quý vị thí dụ như giờ quý vị bố thí sau khi mình bố thí rồi mình nguyện cái phước báo này trở thành phước báo ba la mật, để khi nào mà mình đầy đủ phước báo ba la mật á, mình sẽ chấm dứt tất cả sự khổ trong sanh tử luân hồi này. Thì cái phước báo đó thí dụ như đời sống sau quý vị sanh lên, quý vị giàu có, nhưng mà quý vị nghe bon 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 tiếng chuông ở trong chùa, hoặc là nghe chư tăng tụng kinh đồ này kia, thì quý vị cũng ghé là quý vị coi cái gì ở trong đó, rồi cái bắt đầu cái mình thấy mình thích, cái mình tu tập đó là mình có cái phước báo ba la mật. Còn nếu mà chúng ta tạo phước, ví dụ như giờ quý vị bố thí rồi thì tôi cũng nguyện gì thôi, tôi cũng bố thí giống ta đó, thì đời sau quý vị sanh lên quý vị vẫn có tài sản,
à, vẫn có tài sản. Nhưng mà khi mà mình có tài sản đó, đó à, thì mình thích đi chi xài hơn à, mình thích đi chi xài hơn. Ví dụ như là tôi đi làm cuối tuần là tôi phải đi giải trí, tới mùa hè là tôi phải đi du lịch à, đây đó. Đó thì quý vị thấy rằng những người như vậy á, là do người ta có bố thí ở trong quá khứ, nhưng mà người ta không có chú nguyện cái phước đó thành cái phước báo ba la mật. Thành ra người ta sẽ dùng cái phước đó để mà người ta hưởng. Thì khi mà mình hưởng phải à, nguyện cái phước đó thành cái phước báo ba la mật để nhắc nhở, nâng đỡ cái đời sống à, tu tập của mình. Đó, khi mà chúng ta có cái phước báo ba la mật rồi đó, chúng ta học cũng dễ mà chúng ta hành thiền cũng dễ. Đó, đó là những cái ý xin được trả lời qua cái câu hỏi của Cao Vi. Dạ. Dạ, bây giờ gửi mic lại cho đạo tràng. Dạ, sa thú câu trả lời của sư. À, dạ, con thấy thời gian cũng là trễ rồi. Con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể quay lại mic để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, con không biết sư có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Dạ, con không thấy sư Thanh Tâm ở trước máy rồi. Dạ, bạch sư Pháp Tính, sư có thể từ bi hoan hỷ để chúc phúc cho tụi con hôm nay không bạch sư? Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Chúc phúc đủ tí dâm bí lần thứ hai ha. Vào tu sắp và Mangalam kandu sabba devata sabba bhuta nupave nasara soti pavandu te bhavatu sabba mangalam lakkandu sabba devata sabba dhamma nupave nasara soti pavandu te bhavatu sabba mangalam lakkandu sabba devata sabba sangha nupave nasara soti pavandu te. Tất cả phước bao hằng có đến người à, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú. À, chúng con kính tri ân sư Pháp Tính đã bỏ công chịu cực chịu khổ giảng dạy cho chúng con và còn hồi hướng công đức cho chư thiên. Và con xin lúc nào cũng mong sư được bình an và được lúc nào cũng khỏe mạnh và qua được cái cơn đại dịch này. Và bây giờ con xin kính mời đạo tràng có thể cùng với con lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà sanh ti huy hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bô thi kha rê tàn ta hân ta tham ma đà nê na pha văn tu pu chi ta so thân ca đoàn tê tha huy hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phân kha vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha e sa ra sam ba na phu ta su khi ta pa văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca răng tu sanh khả giang tha tu chỉ răng sa tăng thầm mô thầm mẫn tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng ca tu sanh thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri nô gô tu nam ba bù nê ya ma thầm ma ri yam ba huê di tê
đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đằng quá tám mê buồn nhằn à sa quắc khá già quá hằng hồ tu á na gát tề cà tề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nằm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ nhầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai. Chúng ta sẽ được học về vi diệu pháp của Thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nghe không? Ôi, giờ thử được rồi. Thả nha. Thử lại, 1, 2, 3. Nghe không?